Cho nên chúng ta vẫn cứ chờ đợi, đến khi nào trọng tài thổi nồi còi kết thúc chúng ta sẽ biết kết quả nhé, như thế nào. Vâng, và nụ cười rất tươi của quý cha giáo phận Nha Trang, vì đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho mình trong trận đấu hôm nay. Vâng, và rất có thể sẽ có cơ hội để đi tiếp nếu như chiến thắng Clergy Xuân Lộc trong trận đấu này. Vâng, một quả đá phạt cho đá phạt biên cho Clergy Xuân Lộc. Quang Khang, Quang Khang đang dắt bàn lên. Vâng, chuyền lên cho Quang Tráng. Vâng, vẫn là Quang Khang. Quang Khang qua người được không? Sút không được rồi. Vâng, một pha bỏ băng của các cầu thủ Clergy Xuân Lộc. Vâng, Hùng Tráng đã hút pha tranh chấp của các cầu thủ Nha Trang rất quyết liệt. Treo bóng cao lên được không? Vâng, có sự thay người bên Clergy Xuân Lộc. Vâng, cha Ngọc Thực sẽ vào sân thay cho Minh Tiến. Đúng 14. Vâng, cha Hữu Thức vừa được thay vô. Và một pha treo bóng bỏ vào. Vào không, còn nguy hiểm quá. Xin nữa là một pha đốt nữa nhà. Xin cẩn thận. Vâng, chiều nay không khí ở sân Phủi Vũng Tàu khá là thuận lợi cho các trận thi đấu. Vâng, một pha bóng cắt ngang mặt khung thành nhưng không có cầu thủ Nha Trang nào theo được đường bóng vừa rồi. Một quả đá phạt biên cho Clergy Xuân Lộc. Và một pha phát bóng cao lên đẩy sau rồi. Và một quả đá phạt, và vị trí đá phạt rất là nguy hiểm. Không biết quý cha đội Clergy Xuân Lộc sẽ tận dụng cơ hội này như thế nào. Và vị trí ở các cầu môn khoảng 16m. Vâng, hiện nay là cha Huy Hoàng mà sút ra. Vâng, một cú sút khá nguy hiểm mà nhưng thủ môn số 1 của Nha Trang đã đẩy ra được. Thủ môn Tùng Lâm số 1 hiện nay đang chấn giữ khung thành của đội Clergy Nha Trang. Vâng, nguy hiểm quá, một pha lên bóng khá nguy hiểm. Vâng, sút ra không, không vào. Vâng, thủ môn Thanh Kiều, có một thằng Kiều khá nhẹ nhàng và bắt pha bóng vừa rồi. Một pha lên bóng khá nguy hiểm của các cầu thủ Clergy Nha Trang. Vâng, 2-1. Đáng lẽ cơ hội rất lớn cho Nha Trang, thế nhưng thủ môn Thanh Kiều chỉ cần nở một nụ cười mà thôi. Vâng, thì trái bóng đã được ôm gọn trong tay. Vâng, mất băng nữa rồi. Vâng, một cú sút tung ghế chứ không phải tung lưới. Công Sơn chuyền cao lên. Vâng, và Trang Hùng Tráng đã không theo kịp đường chuyền vừa rồi. Đó là môn Tùng Lâm. Môn Tùng Lâm sẽ treo bóng bổng lên. Không có ai. Môn Hữu Thức. Vâng, đã Trang Hữu Thức đã để bóng chạm tay rồi. Và đây là xin lại trực tiếp ở Vũng Tàu nha. Bên Nha Trang có sự thay đổi người số 17 ra sân và số 19 vào sân. Đội Nha Trang Vũng Tàu. Số 19 Quang Thuần vừa được vào sân. Vâng, vẫn là số 19 Quang Thuần. Vâng, rất khéo léo. Vâng, thế nhưng cha Quang Đại đã phá băng ra đường biên. Vâng, ngay lập tức tung cú sút nguy hiểm quá. Vâng, và cha Công Sơn đã có dấu hiệu bị đau. Đã có dấu hiệu bị đau bởi vì chúng hay vâng, rất nguy hiểm. Nha Trang thắng 1 rồi. Ngon rồi, Nha Trang ngon rồi.
Chiến ơi, bỏ đi Chiến. Trận đấu hôm nay có lẽ là một trận thi đấu khá nguy hiểm. Bởi vì đây là trận đấu quyết định của đội Nha Trang. Hay quá ơi. Giang ơi, hay quá rồi. Vâng, trận thi đấu của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên kênh của truyền thông Phú Cường. Và hiện nay đội Logi Xuân Lộc trong trang phục áo đỏ quần xám, và bên phía tay phải màn ảnh nhỏ các bạn, và Logi Nha Trang trong trang phục màu xanh quần xanh trong chân như bên phía tay trái của màn ảnh nhỏ các bạn. Chấm lại đi. Một quả đá phạt biên cho Logi Nha Trang. Và một cầu thủ có cái đầu rất giống như không thể được lâu. Colina, một trọng tài hàng đầu thế giới. Hiếu Thức đang có băng, vẫn là Hiếu Thức. Chơi giang này,